Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình là Lộc. Kính chúc các bạn có một ngày mới an lành và nhiều sức khỏe. Hiện tại thì mình đang ở chỗ chân cầu Bạch Miễu nha. Thì hôm nay mình sẽ đi từ đây, mình sẽ đi lên tới chợ Bình Đức nha. Rồi phía bên phải mình là trường Cao Đẳng, còn sát bên nữa là trường Chính trị. Còn cái đường bên trái mấy bạn quẹo qua cái hướng đi ra ngoài bờ sông nha, đi ra ngoài Mỹ Tho, Riverside. Này mình đi buổi sáng giờ là khoảng hơn 9 giờ. Ở phía trước mặt mình là cầu Bình Đức. Cái này phía bên trái mình lúc trước thì người ta hay bán ốc bu đổ đây nhiều lắm, gần như là dịch nên người ta bớt rồi. Chứ thường mình thấy phía bên trái mình là ốc bu nhiều lắm. Như hình họ thì cũng có giao thông đến chỗ đó nè. À này, ốc bu như giờ đến đây rồi nè. Còn bên phải chỗ này thì chỗ này như mình nhớ là chỗ bán tôm. Này là đường Ngô Gia Tự nha. Nó đây lúc trước là cái hai ba chỗ bán tôm nè, đây như còn có một chỗ à. Ở đây thường thì bán tôm càng xanh. Cái này là mình đi vô khu vực của cụm công nghiệp Trung An rồi nha. Nó này là phía bên trái mình, nó dọc dọc bờ sông. Phía bên phải cũng có nó nhưng mà cũng khúc à. Khu vực này thì phía bên trái mình dọc dọc lên qua chợ luôn cũng nhiều quá, toàn là khu nghiệp không à. Bữa nay thì mình đi ngày bữa chủ nhật nha. Nay hình như công nhân nhiều chỗ thì cũng nghỉ làm rồi, có một số thì vẫn còn làm. Nên những cái quán bên phải mình thì nhiều quán thì cũng đóng cửa. Ừ, chủ nhật thì công nhân nghỉ nên mấy cái quán nó cũng vắng lắm. Nên bạn thấy bên phải mình, bên phải thì toàn là quán ăn không à. Còn bên trái thì toàn là nhà xưởng. Mình thấy ở đây thì đa phần mấy cái quán thì toàn là bán đồ mang về rất là nhiều. Đây là bán nước mía, mấy cái chỗ bán tạp hóa bán thú gì đa phần thì đều dán dây hết trơn. Ở đây thì dọc dọc khu vực này bán cái cây nhiều lắm nè. Phía bên phải mình là chỗ này là thường có cái chợ trời đó. Thường thì buổi sáng người ta bán ở đây cũng đông lắm, nó bán quần áo rồi rau củ quả rồi cá tép đồ cũng có nữa. Nhưng bữa nay chủ nhật thì nên người ta dẹp bớt rồi. Ở đây thì đa phần thì toàn là phục vụ công nhân cơ mà, bởi vì giá nó mềm á. Nhưng mà thấy quán xá quá trời mà, nhưng mà khách khứa thì gần như là chả thấy đâu. Lúc này thì đang mùa dịch thì nên chạy gần như là hết cái Mỹ Tho, đa phần vậy. Có mấy cái quán cà phê thì nó đông đông, còn mấy cái quán nhậu thì buổi tối thì nó cũng được một tí. Nếu còn ban ngày thì đa phần thì đi làm không à. Nó bên phải mình đó, là cụm công nghiệp đó, cái đó đường vô khu nghiệp nha. Này có một khúc đây à, nhưng mà ngay phía bên trái mình thì nó rất là nhiều, nó dọc bờ sông là chính. Mùa này có mấy cái cây chuông vàng nó nở bông rất là đẹp. Cái đường này nếu bạn đi thẳng luôn á thì đi lên luôn tới Cái Bè được đó nha, lên chỗ thị trấn Cái Bè luôn á. Đi ngược lại cái hướng sau lưng mình thì đi vô thành phố. Rồi phía bên trái mình thì toàn là nhà xưởng bự bự không ạ. Đây là tòa nhà xưởng này, nó nằm cặp sát với sông hết. Ở đây thì mình thấy có nhiều xưởng đóng tàu biển đó, rất là lớn luôn á.
Bạn thấy mấy quán cà phê đâu có khách khứa gì đâu. Giờ đi đâu thì đã buôn bán thì cũng nhiều dăm dây nhiều lắm. Có nhiều chỗ người ta làm cái lồng hay là cái sọt để người ta chìm ra chứ người ta không có tiếp xúc trực tiếp với nhau. Tiền ví dụ như để trên bàn và để vô cái sọt á, thế trước khi cầm với người ta lấy chai cồn để xịt. Bây giờ nhiều chỗ mình mua mà mình hối tiền người ta xịt cái tờ tiền nó ướt nhẹp luôn cũng có. Ở bên phải mình là đường Phạm Hùng nha. Cái đường này nếu các bạn về phải thì cái hướng nó như là ngang chỗ nghĩa trang liệt sĩ theo quốc lộ 1A. Đường này lúc là gà thì nó làm lại chạy cũng ngon lành. Ở phía bên phải mình thì phía ngoài nhà cửa chứ phía trong thì đất dừa cũng còn rất là nhiều. Đa phần đây mình thấy người ta trồng dừa. Lúc này đang dịch nên dọc đường thì mấy cái chỗ mà bán rau củ quả đồ nó xuất hiện cũng nhiều lắm. Nhiều cái quán mà lúc trước là quán ăn á, nhưng mà lúc này người ta đổi lên người ta bán trái cây hoặc là bán rau củ đồ. Có chỗ thì đổi bán thịt cá thì cũng có. Chứ tại vì nhiều khi bán món ăn thì cũng đâu có khách khứa gì đâu, người ta sợ dịch đó, toàn là người ta mua mang về không à. Mà bán đồ mang về các bạn bán cũng đâu có được bao nhiêu đồ đâu. Này thì có bán thịt dê nữa nè. Mấy cái lúc gà là cái hàng quán người ta trải trên đất đó, người ta bán nhiều lắm. Quần áo cũng có, giày dép rồi. Thường bán cái đó thì mình không có thuê mặt bằng chứ, ai đuổi mình chạy à. Chỗ này ba cái chiếc xe gác nó tụ tập ở đây nè. Lúc này mình thấy dừa nó bán dọc đường cũng rẻ lắm. Dừa xiêm xanh thì nghe thấy bán có 4-5 ngàn những trái à. Lúc trước thì 8 ngàn tới 10 ngàn nữa. Ở bên trái mình như là bia à. Mấy cái quán nhậu này thường thì buổi tối mới đông, chứ giờ ban ngày thì đa phần không có khách khứa nha. Rồi buổi chiều nó mới mở. Buổi sáng như vậy thường thì chỉ có bán cà phê hoặc là bán ăn sáng thôi. Cái đường này thường các bạn đi buổi sáng á, khoảng chừng 7 giờ là công nhân đi đông lắm. Còn không mà đi buổi chiều á, chừng 4-5 giờ đó là giờ đó công nhân tan ca đó, là hai cái thời điểm đó là cái đường này đông nghịch ngùng luôn, chứ còn ngày thường thì chạy thì cũng vắng lắm. Nó vắng là vắng như vậy này nha, chứ không phải là không có ai. Nhiều chỗ mình thấy người ta cũng trả mặt bằng hết trơn. Bình thường thì mùa dịch này ví dụ như nếu bạn buôn bán mà đất nhà của mình thì còn đỡ, chứ còn cái diện thuê mặt bằng là thấy là điếc ngắt luôn rồi. Chạy tới đâu thì cũng thấy toàn là đóng cửa rất là nhiều luôn. Ngày xưa nếu không có dịch thì thường các bạn có cái mặt bằng phía trước nè, các bạn bán nước uống hoặc là bán hút hút gì thì cũng có thu nhập từ đồng ra đồng vô. Còn lúc gà thì gần như đâu có buôn bán được gì đâu.
như người ta sợ bệnh luôn. Như lúc gà thì dịch nên mình thấy đường phố nó rất là sạch luôn. Nếu mà tính ra đường phố Mỹ Tho mình lúc gà nó sạch hơn lúc trước rất là nhiều. Phía bên trái mình thì toàn là mấy cái cụm công nghiệp không nha, mấy cái nhà xưởng nó một sát nhau không, đây là nó kéo dài lên, mình thấy hình như là lên gần như tới cái bè luôn. Khúc lên đó thì nó bớt bớt lại, có nghĩa là qua ngay chỗ chợ Bình Đức thì khu vực đó thì nó còn bớt bớt, chứ còn khúc dưới đây rất là nhiều. Nhưng mà hổm thì như mình nghe nói là có cái dự án xây cầu Rạch Miễu thì trên bản đồ thì nó có để cái chỗ là đang xây nhưng mà chưa có thấy là nó xây chỗ nào, mà thấy ngay chỗ chợ Bình Đức thì nó bắn ở bên Thái Sơn ấy. Mình có hỏi ông chú kia thì nói hiện tại thì đang giải phóng mặt bằng, không biết giải phóng biết chừng nào, tại vì mình thấy hình như là giải phóng hơi bị giá hơi bị rẻ, tại vì ở bên Thái Sơn là cái ông chú kia nói là lúc ở đây người ta bán hình như là 2-3 tỷ gì đó một công, mà như là đền bù như có 8-5 triệu một công, mà bởi vì mình nghĩ chắc đền bù cũng hơi bị lâu rồi. Tại vì đất bên Thái Sơn mình nhớ là nó mắc lắm, có khi như tới không hỏi là như có cái ông kia mua tới một công mà tới 10 mấy tỷ luôn, 11-12 tỷ gì. Tại vì giá trung bình thì bên cồn mình thì nó cũng bèo bèo cũng 1 tỷ mấy rồi, mà đền bù như 700-800 gì, 800 hay gì, nên mình nghĩ chắc cũng là chắc hơi bị lâu. Tại vì lần nào mình thấy ngày xưa bên mình cũng như nó xe với cầu Rạch Miễu cái mỗi lần đền bù là cũng chua cay lắm. Đây lúc trước cái quán cà phê Lộc Dừng mình thấy nó cũng đông lắm, con gà thì gần như thấy cũng le que hết trơn. Nhà mình chạy lên khu vực này nó gần chợ nha, và về đây người ta buôn bán rất là nhiều. Đây có ngã tư này, nếu mà bạn bị quải cái hướng đi lại chỗ Trại Ngắn Đồng Tâm nha, còn đi cuối đường luôn là ngang chỗ ngã tư Đồng Tâm, đường đi vô cao tốc. Và nghe nói là mốt khu vực chỗ này là bắt cái cầu ngang chỗ đây nè, chắc nói đường nó liền với cái đường này quá, nhưng mà chỗ nào thì mình thấy không rõ. Tại vì hiện tại giờ thấy như đang giải phóng thì chưa có san lấp nữa đó, mình không biết là xây chỗ nào. Nhìn trên bản đồ thì bản đồ của mấy bác vẽ thì nó nhìn rất là khó thấy, còn câu trên Google Maps thì nó để giữa sông thì nó lay ghi là dự án cầu Rạch Miễu 2, mình cũng chả biết nằm điểm nào nữa. Cái chợ thì nằm phía bên trái mình đó nha. Ừ, chạy lên đây cái nó có cái hẻm nó vô chợ nè. Nó phía trước mặt mình nó là cầu và sồi hộ. Giờ mình sẽ bên trái mình chạy vòng vô chợ cho các bạn coi cái chợ nha. Chợ này thì lúc trước thì nó đông lắm, gần như là xe vô không được. Mình thấy nhựa trọng nó tông lỏng rồi, nên mình chạy vòng lại đây nè. Như nói là dự án là chỗ này là anh sẽ bắn thẳng qua, nhưng mà mình thấy ở đây hình như chưa có làm gì hết. Tại vì lúc trước thì có ông chú gần đây nè, ông nói gần chỗ bến đò đây là lúc trước có giải phóng mấy cái nhà rồi, nhưng mà sau đó như nghe nói ngưng lại, bây giờ làm sao nữa, lâu quá mình cũng không có lên đây mình gặp ông này. Này là đường này mình đi ra phía sau chợ nha.
Như trước mặt mình như là cái bến đò này, mình đi qua bên Thái Sơn hay gì vậy? Khu vực này thì mình không có lên đây nên mình cũng không có rành lắm. Bên đây có nguyên cái vườn dây chai nữa. Rồi để giờ mình vòng lên chợ đi. Thường thì nếu mà đi chợ thì đa phần mình lúc trước mình thấy người ta gửi xe ở đây thì người ta vô chợ. Ở bên trái mình nó là trường tiểu học Bình Đức nha. Nó gần mấy cái trường tiểu học, nó làm thành cái trung tâm cách ly hết trơn này. Ở bên trái mình là ủy ban. Cái chợ này lúc trước đông lắm nhưng bữa nay hình như là nó bị phong tỏa hay gì nè. Mình thấy người ta bán có phía ngoài mặt lộ mà. Trong này thấy nhăn que. Bên này có mấy cái chỗ bán tạp hóa. Rồi còn mấy cái sạp đương nhiên là nghỉ láng hết trơn. Nó sạp thịt, sạp rau củ quả gì leo que có một hai người bán. Đa phần người ta bán ngoài mỹ lộ mà. Ở đây có dân dây nè, đây chắc có ca nhiễm nên giờ phong tỏa mình cái chợ này. Rồi giờ mình chạy về thôi. Rồi clip mình kết thúc ở đây nha. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong clip khác.